Hân hoan chào đón bà con đến với chương trình game show của Hòa Minh và Ba Shop. Game show chống mưu kí khô. Bình tĩnh tôi tin nha, phát cho cháu nè, phát cho anh nè, hy vọng là trúng thưởng nha. Nếu mình bóc trúng số 1 là mình sẽ được thưởng thẳng hết trơn về khô này luôn. Và trong 4 người này sẽ có một người trúng. Dạ, kính thưa anh, số 7 anh ạ. Có sao mà số 1 được anh? Em là trình độ đại học mà anh là số 1 được em. Nếu mà em trình độ nhỏ thì em đâu có được làm MC tới bây giờ. Em đâu có được là dẫn chương trình hôm nay. Và em làm một công ty lớn như này anh. Mọi người ơi, số 1 hay số 7 gì mọi người? Số 1, nói chưa, nó số 1 mà. Số 1 là nó sẽ có khu đây, đây, và gạch ngang xuống đây. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Ở đây có gạch ngang chị em chị ạ. Ở đây có gạch ngang qua đây chị em chị ạ. Chị nhìn cho em, chị nhìn cho em có gạch ngang chưa ạ? Ok, trình độ 2 của chị. Có nhìn cho chú có gạch ngang đất chưa? Có gạch ngang chưa? Chưa. Nhìn cho mình có gạch ngang đây chưa? Chưa. Ừ, gạch ngang đây có gạch ngang chưa? Chưa. Đó, tại sao em chị nó gặp là số 1? Số 1 là trên kéo xuống gạch ngang chân. Đó. Với người đại học như em thì mới có khả năng được định dạng được số 1 và số 7. Anh cần gì nói không ạ? Chưa, tôi không có đi.